Chào anh em, hôm nay lại đến tiếp tục đến với chương trình đập hộp tông đơ. Thì hôm nay sẽ đến với anh em một cái con tông đơ khá là hot, là thuộc dạng cao cấp của dòng tông đơ Codot nha anh em. Thì như anh em biết đó, những con tông đơ Codot nó là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng với anh em rồi, nhưng mà đến với chúng ta chương trình lần này thì cái con Codot CAC980 này nó có gì nổi bật hơn so với những dòng tông đơ Codot bình thường nha anh em. Thì nếu mà nhìn sơ về ngoại hình thì anh em có thể thấy đó, từ cấu tạo bên ngoài cái hộp nó rất là đẹp nha anh em. Cái điều mình thích của dòng tông đơ Codot này là thiết kế cái hộp cực kỳ đẹp nha anh em, rất là chuẩn, nó hơn hẳn những cái hộp của con tông đơ Mỹ đó. Mình thấy nổi bật nhất đó là cái thời gian sử dụng pin 250 phút, có thể gọi là con tông đơ này là trâu nhất trong dòng tông đơ của Codot. Thậm chí là những dòng tông đơ Mỹ, những dòng tông đơ Trung Quốc hay là gì đó thì cũng khó có những cái con tông đơ nào mà thời gian sử dụng pin lên đến 250 phút như thế này nha anh em. Đây, màn hình hiển thị LCD báo phần trăm pin rất là đẹp. Đây, điều chỉnh tốc độ. Đó, mình sẽ mở bên trong cho anh em xem nha. Design của Korea. Đấy. Đó, sách hướng dẫn sử dụng đó. Việc đầu tiên đập vào mắt mình đó là cái hộp này nó có cái mút rất là mềm êm nha anh em. Đó, cái mút này. Đó, mút này nữa. Thì việc tại sao nó sử dụng cái mút này, nó sẽ giúp anh em bảo vệ cái chiếc tông đơ của mình trong quá trình chúng ta vận chuyển đi, nó sẽ không có bị va đập hay là gây ảnh hưởng đến tông đơ nha anh em. Đây, và tiếp theo đó là cử. Thì như anh em biết đó, một số dòng tông đơ Codot anh em đã biết thì nó có chỉ kèm cho chúng ta hai ba cái cử, nhưng mà riêng cái dòng Codot này, con Codot này nó sử dụng rất là nhiều cử. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cử nha anh em. 8 cử. Vì này nó đó đầy đủ tất cả các cử, anh em có thể tha hồ gắn và cắt theo kích thước của mình muốn nha. Thì nó kèm theo cục sạc và dầu và cọ. Thì mình thích nhất cái con tông đơ này, nó có một cái đế sạc nha, đế sạc không dây. Đó. Anh em có thể gắn như thế này. Chúng ta có thể đưa vào vị trí chúng ta cắt tóc hay là chúng ta có thể trang trí tiệm rất là đẹp nha. Anh em chỉ cần cắm sạc vào ở dưới này. Đây, cắm sạc vào vị trí này và chúng ta đặt trên bàn. Nhìn rất là đẹp, khi chúng ta cắt tóc hết pin thì chúng ta chỉ việc đưa thế này thôi để pin nó sẽ tự động sạc nha anh em. Đó, cái củ sạc không dây này mình rất thích nha. Đây. Đến với nhân vật chính đó là con tông đơ. Này, dưới này nó phủ chúng ta một lớp màu da này, chúng ta cầm nó sẽ không bị trượt nha anh em. Ngoài ra anh em nên lưu ý là khi chúng ta mua tông đơ Codot thì chúng ta phải chú ý đến cái con tem bảy màu này nha anh em. Con tông đơ này nó sẽ cái con tem này nó sẽ giúp chúng ta chống được hàng giả nha anh em. Đó, anh em nếu mua không có cái con tem đó thì nên cân nhắc, tại vì dòng Codot hiện nay người ta làm nhái rất là nhiều. Đó. Đây, mà mình sẽ bật lên anh em xem nha. Đó. Động cơ chạy rất là êm nha. Đó. Rất là êm luôn. Đây, anh em có thể xem màn hình LCD đó, nó sẽ hiển thị rất là nhiều thông số. Đây, tốc độ vòng quay nha anh em. Thời gian sử dụng nha. Đây, mình sẽ tăng tốc độ vòng quay lên. Đó, nhấn phím cộng nha anh em. Đó, anh em nhìn này, 6.000 vòng trên phút nha anh em, một tốc độ cực kỳ lớn. 65.000 vòng trên phút. Ôi, 7.000. Rồi, 7.000 là cao nhất rồi nha anh em. 7.000 là tốc độ cực kỳ, anh em tưởng tượng là một vòng một phút mà nó quay 7.000 vòng thì anh em biết tốc độ thế nào rồi đó. Này, mình tắt nha. Đó, anh em chú ý nha. Rồi, hiện tại con Codot CHC980 này đang được bán và phân phối tại codot.vn, hoặc là anh em có thể truy cập bybershop.vn để biết được thông tin chi tiết và mua hàng nha anh em. Rồi, nếu anh em quan tâm thì có thể để lại bình luận phía bên dưới video, mình sẽ tư vấn cũng như là hướng dẫn anh em mua hàng nha. Rồi, xin cảm ơn anh em.